Chào anh em, Thịnh vừa mới tiếp nhận một con Samsung Galaxy A05 màu xanh ngọc ha, khá là bắt mắt. Máy này câu chuyện anh bạn này nói máy ảnh bị mất nguồn đó, và ảnh mang ra một cơ sở sửa chữa rồi và sửa không được, trả máy về cho ảnh thì anh đem một mình để coi còn có giải pháp nào sửa hay không. Thì hình nói với anh em một cái máy đời còn cao như con A05 này đó, ra mắt chưa lâu, xài cũng chưa lâu mà máy nó bị mất nguồn, mà Thịnh hỏi khai thác kỹ về cái lịch sử sử dụng đó là có vào nước hay không. Không có vào nước thì chúng ta nhìn chúng ta cũng không thấy hiện tượng biến dạng, mớp méo, va đập gì cả. Thì nếu chăng nó bị mất nguồn là chắc chắn phải cứu được anh em, tỷ lệ gần như là 99% luôn rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mọi thứ nó đang ở một cái trạng thái rất là tiêu chuẩn, chip còn quá mới, chưa thể hao mòn nặng được. Và nhưng mà cái máy này lại sửa không được, nên là mình cũng có khá là nhiều cái thắc mắc xung quanh cái công tác sửa chữa trước đó đối với cái máy này. Bây giờ anh đã mang qua cho mình thì mình sẽ cố gắng hết mức để cứu cái máy lên, không biết kết quả kết thúc có hậu không anh em ha. Rồi ok, hẹn gặp lại anh em video clip kế tiếp. Anh em nào cần sửa dòng máy Samsung A05, bất kỳ một lỗi nào mình cũng có thể giải quyết cho anh em ha, từ đơn giản đến phức tạp nhất, anh em cứ liên hệ mình sẽ tư vấn. Bye bye anh em. Rồi, xin chào anh em. Và tiếp nối cái video clip nãy Thịnh có nói về cái con máy Samsung A05 Thịnh tiếp nhận, và mình cũng có những cái cảm giác của người thợ làm nghề lâu năm về những cái trường hợp mà mình tiếp nhận, mình cảm thấy nó bất an cho cái máy đó, thì nó cũng đúng như cái linh cảm nghề nghiệp của bên mình anh em. A05 là cái dòng máy rất là mới, thậm chí cái máy này Thịnh chắc không tin còn trong bảo hành luôn nè anh em. Rồi đây là khi mà Thịnh mở ra thì Thịnh thấy cái máy được xử lý như sau. Đây là bộ men đã khui tất cả lòng, tất cả siêu ra và làm rất nhiều luôn anh em. Cái gì IC nào cũng đè ra đục hết trơn, nhưng mà nó không có kết quả. Không có kết quả ở đây Thịnh nói anh em đã đi một cách gọi là rất là thiếu kinh nghiệm đối với cái máy này. Thịnh không chê trách, nhưng mà cái này là anh em đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người khách luôn. Máy này còn bảo hành đến tháng 1 năm sau. Tháng 1 năm 2025 có nghĩa là nó chỉ mới có nửa năm thôi nè. Có thể anh khách này anh được tặng, anh được cho, anh không biết cái nguồn gốc máy như thế nào, anh đưa cho anh em sửa. Nhưng mà bản thân chúng ta là người thợ, chúng ta tiếp nhận một cái máy, chúng ta phải biết những cái cơ bản đó. Chúng ta phải xem coi cái máy nó còn bảo hành không. Nếu còn bảo hành, chúng ta nói hẳn khách đi bảo hành. Thậm chí anh em đi bảo hành giùm người ta rồi, anh em muốn anh em tính tiền công cái kiểu gì đó kiểu. Đó, dĩ nhiên bên mình thì mình không có làm được đó nha. Bên mình là mình sẽ chỉ cho khách đi bảo hành luôn, nếu mà máy người ta còn thỏa điều kiện bảo hành. Còn này anh em lao vào anh em đục bấy bá như thế này thì bây giờ có đi bảo hành cũng đâu có được. Đó, và anh em sửa không được, anh em sửa không được, anh em trả máy lại cho người ta. Bản thân anh em tốn công, bản thân người khách không có cái máy xài cũng mất luôn cái quyền lợi bảo hành từ hãng luôn. Không ai được một cái gì, tất cả cùng thua trong cái kèo này. Tất cả cùng thua. Đó, và đem đến mình đối với cái lịch sử mà sửa như vậy mình cũng không dám chắc mình cứu lại được nữa. Đó, ví dụ anh em không biết về dòng này, anh em làm nhẹ nhẹ phớt phớt thì còn có cái cơ hội để mình cứu. Này anh em làm nhiệt tình quá luôn, nhiệt tình mà lại không chuyên nữa thì thành ra là nó tiêu hẳn luôn anh em. Đây là một kinh nghiệm ha, đối với những anh em nào mà làm thợ lâu năm dày dặn kinh nghiệm, không bao giờ xử lý kiểu này đâu anh em ạ. Đó, người ta sẽ kiểm tra kỹ lưỡng lại, coi những cái đường hướng nào cho cái máy, chứ không phải là chúng ta nhận cái máy rồi chúng ta băm băm ra, chúng ta mổ xẻ đâu. Đó, bây giờ cái cảm giác nghề nghiệp của mình đã đúng, và bây giờ là tới cái công đoạn là dọn lại chiến trường, thu dọn chiến trường. Đó, cố gắng cứu lại cái máy cho anh khách này. Đó, hy vọng thì thôi anh cũng không có coi cái clip này, mà công anh coi anh biết là máy anh còn bảo hành bị mổ xẻ tưng bừng như vậy thì anh cũng trách cái bạn kia đó, nên là thôi ha. Rồi ok anh em nếu Thịnh cứu được cái máy này, Thịnh quay thêm một cái clip nữa cho anh em xem. Rồi hẹn gặp lại anh em video clip kế tiếp để xem có kỳ tích không.